Mình được Tử Vi mến chào các bạn. Chúc các bạn ngày mới bình an, vui vẻ, vạn sự cát tường. Sau đây mà các bạn muốn xem Tử Vi 12 con giáp thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 và theo âm lịch hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm Tân Sửu ngày này là ngày Đinh Dậu tháng Canh Tý năm Tân Sửu và ngày hôm nay là ngày Hoàng Đạo các giờ Hoàng Đạo trong ngày như giờ Canh Tý từ 23 giờ đến 1 giờ thuộc Tư Mệnh giờ Nhâm Dần từ 3 giờ đến 5 giờ thuộc Thanh Long giờ Quý Mão từ 5 giờ đến 7 giờ thuộc Minh Đường giờ Bính Ngọ từ 11 giờ đến 13 giờ thuộc Kim Quỹ giờ Đinh Mùi từ 13 giờ đến 15 giờ thuộc Bảo Quang giờ kỷ dậu từ 17 giờ đến 19 giờ thuộc Ngọc Đường. Giờ hắc đạo trong ngày gồm có giờ Tân Sửu từ 1 giờ đến 3 giờ thuộc Cao Trần, giờ Giáp Thìn từ 7 giờ đến 9 giờ thuộc Thiên Hình, giờ Ất Tỵ từ 9 giờ đến 11 giờ thuộc Chu Tước, giờ Mậu Thân từ 15 giờ đến 17 giờ thuộc Bạch Hổ, giờ Canh Tuất từ 19 giờ đến 21 giờ thuộc thiên lao giờ tân hợi từ 21 giờ đến 23 giờ thuộc nguyên vũ về ngũ hành ngũ hành niên mệnh sơn hạ hỏa ngày đinh dậu tức can khắc chi nghĩa là hỏa khắc với kim và ngày hôm nay là ngày cát về nạp âm sơn hạ hỏa kỵ tuổi tân mão quý mão ngày thuộc hành hỏa khắc với hành kim đặc biệt là tuổi quý dậu ất mùi thuộc hành kim không sợ hỏa ngày giàu lục hợp với thìn tam hợp với Sửu và tỵ thành kim cục xung với mão hình giàu hải tuất phá tý và tuyệt dần về tuổi xung khắc trong ngày tuổi xung trong ngày gồm có tuổi ất mão quý mão quý tỵ quý hợi quý giàu tuổi xung trong tháng tuổi mậu ngọ bính ngọ giáp thân giáp dần về các sao tốt xấu trong ngày trong ngày có các sao tốt như sao nguyệt đức hợp tốt mọi việc kỵ về tố tụng, sao nguyệt tài, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho, nhập kho, xuất hành, di chuyển, giao dịch, mua bán, ký kết. Sao u vi tinh, tốt mọi việc. Sao mẫu thương, tốt cho việc cầu tài lộc, khai trương, mở kho. Sao minh đường hoàng đạo, tốt mọi việc. Sao nhân chuyên, đại cát, tốt mọi việc. Có thể giải được sao xấu, trừ sao, kim thần, thất sát. Sao xấu trong ngày gồm có sao tiểu hồng sa, sáu ngoại việc, sao địa phá, kỵ về xây dựng nhà cửa, khởi công, động thổ, sao thần cách, kỵ về tế tự, sao băng tiêu ngoại hãm, sáu ngoại việc, sao hà khôi, sáu ngoại việc, nhất là khởi công, động thổ, xây dựng về nhà cửa, sao lộ ban sát, kỵ về khởi công, động thổ, sao không phòng, kỵ về cưới hỏi. Về hướng xuất hành tốt trong ngày, hỷ thần, hướng chính nam, tài thần, hướng chính đông. Và sau đây, mời các bạn đoán xem tử vi 12 con giáp thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 mà các bạn theo dõi nội dung chi tiết như sau. Đầu tiên, mời các bạn đoán xem tử vi tuổi Tý thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tý cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tý đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung. Tý ngọa mão Dậu Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn tuổi Tý trong ngày hôm nay là không nên làm điều gì đó không chắc chắn sẽ có nhiều người ngăn trở khiến cho bạn thấy rằng mất đi sự kết nối với những người xung quanh và không nhận được sự thấu hiểu của họ nữa. Và ngày này với bạn tuổi Tý là một ngày hoàn hảo cho công việc khi mà có được sự giúp sức của thiên ấn chiếu mệnh. Cái điều này giúp cho bạn tuổi Tý có thể hoàn tất được khối lượng công việc trách nhiệm được giao phó nhờ nguồn năng lượng dồi dào và tinh thần tích cực của mình. Chính vì thế mà với bà tuổi tí có thể gây được bất ngờ cho mọi người xung quanh và chính bản thân bạn bằng thành quả lao động giá trị ngày hôm nay quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi tí trong ngày thứ tư này cái chuyện tình cảm của bạn lại không được như ý muốn khi hai bên đang cuốn điểm báo không tìm được tiếng nói chung với bạn tuổi tí đang cảm thấy mệt mỏi dù chỉ là vấn đề nhỏ nhặt thôi nhưng cũng sẽ ra sự tranh cãi không ngừng nghỉ nữa trong ngày này với bạn tuổi tí nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn mạnh nên ưu tin đi về những hướng tốt như là hỷ thần hướng chính nam và tài thần hướng chính đông. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi hơn nhé. Về từ vi tuổi giáp tý thuộc mệnh kim dễ bất đồng ý kiến với nửa kia của mình dù vì lợi nhỏ từ vi tuổi bính tý thuộc mệnh thủy đừng có bắt người khác phải nghe theo ý kiến của mình từ vi tuổi mậu tý thuộc mệnh hỏa hãy quan tâm hơn tới cảm xúc của những người xung quanh từ vi tuổi canh tý thuộc mệnh thổ hãy chủ động làm hòa khi có những mâu thuẫn nổ ra dù chỉ là lỗi nhỏ của ai đó từ vi tuổi nhâm tý thuộc mệnh mộc hãy kiếm tiền chân chính dựa trên sức lao động của chính mình Về đánh giá của bạn tuổi tý trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 4 sao, sức khỏe 3 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 21, số 69, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu đen, màu trắng quý nhân phù trợ tuổi mùi, tuổi tuất. Từ vi tuổi Sửu thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi xỉu cho chúng ta thấy là vận trình của bạn tuổi xỉu trong ngày này đang có được báo hiệu, bạn hãy biết trân trọng lấy hạnh phúc mà mình đang có khi bạn đang gặp được ngày có ngũ hành tam hợp tị dậu sửu phù trợ như ngày hôm nay. Với bà tuổi xỉu nhờ có được sự tháo hiểu mà bạn càng yêu thương người ấy hơn với những người độc thân. Trong ngày này, hứa hẹn sẽ gặp được người mà bạn cảm thấy tâm đầu ý hợp nữa. Và ngày này với bạn tuổi Sửu sẽ có được một ngày thuận lợi cho việc kinh doanh, đầu tư, buôn bán, đặc biệt là đối với những ai đang làm bên lĩnh vực bất động sản thì sẽ có được một ngày hốt vàng, hốt bạc khi bạn đang có được thiên tài trợ mệnh như ngày hôm nay. Bạn mệnh tuổi Sửu trong ngày này nếu như người nào có được cát khí lớn, cát tinh phù trợ với bạn cũng sẽ có được những vận may bất ngờ như thế là trúng số, trúng thưởng nữa. Vì vậy, bạn hãy chuẩn bị sẵn sàng về tinh thần để đón nhận những tin vui đến với mình đi nhé. Và xem tử vi của bạn tuổi Sửu trong ngày này lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng. Cái điều này sẽ giúp cho sức khỏe của bạn ngày càng được cải thiện rõ rệt. Đối với những người ốm bệnh sẽ may mắn tìm được loại thuốc hoặc là thầy thuốc hoặc là bác sĩ có tâm phù hợp để chữa bệnh hoặc là nghe và làm theo một lời khuyên nào đó có giá trị sẽ có ích cho sức khỏe của bạn nhé. Về từ với tuổi ất sửu thuộc mệnh kim vượt qua được những thử thách để khẳng định bản thân mình nhờ có được sự chỉnh chu cần cù chịu khó từ vi tuổi đinh sửu thuộc mệnh thủy hăng hái bắt tay vào công việc dù cho bạn có gặp phải khó khăn đi chăng nữa từ vi tuổi Kỷ Sửu thuộc mệnh hỏa quý nhân phù trợ giúp khắc phục được những khó khăn dễ dàng hơn từ vi tuổi Tân Sửu thuộc mệnh Thổ nhận được phần thưởng xứng đáng cho những gì mà bạn đã bỏ ra từ vi tuổi Quý Sửu thuộc mệnh mộc hạnh phúc mang lại cho bạn niềm tin trong cuộc sống về đánh giá của bạn tuổi Sửu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 37, số 45, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu cà phê, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi mùi, tuổi hợi. Từ vi tuổi dần thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi dần, cho chúng ta thấy là với bà tuổi dần đang có điểm báo với những vấn đề liên quan tới tiền bạc trong ngày hôm nay là vấn đề khiến cho bạn bận tâm và đau đầu hơn thường lệ khi bạn đang gặp ngày có kiếp tài ngăn trở. Dường như bạn tuổi dần đang khăng khăng bảo vệ những lý lẽ ác quan điểm sống của mình mà bỏ qua việc lắng nghe người khác nghĩ gì và điều này về lâu về dài không mang lại những điều tích cực cho bạn đâu nhé. Và với bà tuổi dần trong ngày này lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc. Cái điều này nhắc nhở bản mệnh tuổi dần cần phải cẩn thận với chuyện tiền nong trong ngày hôm nay. Đặc biệt là khi nếu như bạn cần thiết phải vay ai đố về tiền bạc hoặc là cho người khác vay mượn tiền. Trong khi chuyện tiền sẽ rất dễ để xảy ra sai số hoặc là giấy tờ cũng rất dễ bị nhầm lẫn. Do đó bạn nên nhờ người khác kiểm soát lỗi để hạn chế rủi ro sai số xảy ra với mình nhé. Quan về phương diện tình cảm của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này lại không được như ý muốn, rất có thể với bạn sẽ gặp nhiều chuyện xui xẻo về đường tình duyên, hôn nhân gặp trục trặc, tình cảm hai người không được gắn bó khang khít và có nguy cơ xuất hiện người thứ ba chiên chân vào tình cảm giữa hai bạn nữa. Với bạn tuổi dần nên dành nhiều thời gian hơn cho gia đình của mình để tránh những điều xui xẻo xấu nhất có thể xảy ra với mình trong ngày hôm nay nhé về từ vi tuổi giáp dần thuộc mệnh thủy nên tìm cách cân bằng thời gian cho công việc và cuộc sống từ vi tuổi bính dần thuộc mệnh hỏa thời gian này nên quan tâm tới gia đình nhiều hơn từ vi tuổi mậu dần thuộc mệnh thổ chờ đợi thời cơ thích hợp để khẳng định giá trị của bản thân từ vi tuổi canh dần thuộc mệnh mộc vợ chồng lạnh nhạt thiếu đi sự quan tâm đến nhau từ vi tuổi nhâm dần thuộc mệnh kim cảm xúc của bạn trong quá khứ khiến cho bạn trốn tránh thực tại Vài đánh giá của bạn tuổi dần trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 17, số 74, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường màu trắng, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi tuất. từ vi tuổi mão thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mão đang gặp ngày có cục diện ngũ hành tứ hình xung tí ngọa mão dậu và đây là lời nhắc nhở cho bạn tuổi mão nên tránh to tiếng cũng không nên đưa ra những lời khuyên cho ai đó trong ngày hôm nay với sự nóng nảy của bạn sẽ có thể làm hỏng mối quan hệ hiện tại bạn tuổi mão phải kiểm soát vấn đề về cảm xúc của mình sao cho thật tốt trong ngày hôm nay nhé và ngày này với bạn tuổi mão trong khi tâm trạng của bạn ngày hôm nay không được tích cực cho lắm lại thêm đang gặp ngày của tỷ kim chiếu mệnh cho nên bạn chẳng muốn tin ai cả và cũng không cho phép bản thân mình chia sẻ những tâm tư đó với bất cứ ai và điều này vô tình tạo thêm gánh nặng về tâm lý cho bạn một cách không cần thiết và nếu có thể với bạn tuổi mão hãy mở lòng hơn để chia sẻ những gánh nặng ở trong lòng với mọi người để nhẹ nhõm hơn nhé trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mão lại đang gặp ngày có mộc kim xung khắc cái điều này ảnh hưởng tới những kế hoạch về tiền bạc của bạn do đó với bạn tuổi mão nên tránh mất kiểm soát để cho cảm xúc làm chủ đến nỗi mua sắm bốc đồng chỉ vì sở thích nhất thời hoặc là bạn mua chỉ giải quyết nỗi buồn đang ngự ở trong tâm mình mà thôi Vài tử vi tuổi ất mão thuộc mệnh thủy cần phải dành nhiều thời gian để trò chuyện với nửa kia nhiều hơn. Từ vi tuổi đinh mão thuộc mệnh hỏa khó khăn sẽ giúp cho bạn phát hiện ra được những tiềm lực của bản thân. Tử vi tuổi kỷ mão thuộc mệnh thổ cần phải quan tâm tới con cái nhiều hơn dù đó là việc bạn nghĩ rằng không quan trọng. Tử vi tuổi tân mão thuộc mệnh mộc không tìm được người phù hợp nhưng đừng vì thế mà suy nghĩ tiêu cực. Tử vi tuổi quý mão thuộc mệnh kim, chú ý cách diễn đạt và hành sự của mình sao cho thật tốt nhé. Vài đánh giá của bạn tuổi mão trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc. 4 sao, sức khỏe, 4 sao, tình cảm, 4 sao, con số may mắn, số 46, số 97, giờ tốt, từ 13 giờ đến 15 giờ màu sắc cá tường, màu hồng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi xỉu, tuổi tuốt, Từ vi tuổi thìn thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi thìn cho chúng ta thấy là bạn tuổi thìn đang gặp được ngày có lục hợp quý nhân chia chở cái điều này sẽ giúp cho vận trình của bạn trong ngày hôm nay dễ được nâng đỡ chia chở và mối quan hệ về tình cảm của bạn cũng trở nên hài hòa hơn nhiều người sẽ được những sự căng thẳng stress nhờ vào một số việc đơn giản nhờ đó mà bạn tránh được việc gây hại cho mọi người xung quanh chỉ vì những cảm xúc tiêu cực của mình nữa nhé với bạn tuổi thìn trong ngày này, hứa hẹn sẽ có được nhiều nguồn thu nhập đổ về và sẽ giúp cho bạn tuổi thìn có được rụng rịnh về tiền tiêu. Thế nhưng, bạn đừng có vì thế mà tiêu xài quá hoang phí trong những ngày như thế này. Bạn cần phải cẩn trọng hơn trong các kế hoạch về tài chính và không quên lên kế hoạch cho từng khoản thu chi để có mục tiêu rõ ràng hơn để có được của ăn của để cho mình nhé bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ tư này với ba tuổi thìn đó lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cũng mang tới cho bạn có được những tín hiệu đáng mừng để giúp cho bạn tránh được những rắc rối liên quan tới vấn đề về sức khỏe nhất là đối với những ai có mục tiêu nhất định về cân nặng và đạt gần như được mục tiêu của mình nữa rồi Về đánh giá của ba tuổi thìn trong ngày thứ tư này sự nghiệp 4 sao tài lộc 5 sao, sức khỏe 5 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 39, số 81, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu nâu, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi tốt. Từ vi tuổi tỷ thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi tỵ cho chúng ta thấy là với bạn tuổi tỵ đang có được báo hiệu bạn trong ngày hôm nay cảm thấy tự tin hơn khi có nhiều người theo đuổi và muốn có được tình cảm của bạn nhờ có được sự chia chở của ngũ hành tam hợp phù trợ và điều này cũng sẽ khiến cho những bạn đang còn độc thân khá phân vân trong việc lựa chọn bạn nên bình tĩnh để thời gian nữa mới hiểu được ai thực lòng với mình bạn tuổi tỵ nhé và với bạn tuổi tỵ trong ngày này lại đang gặp ngày có thương quan chiếu mệnh cái điều này khiến cho bạn thủ tỷ đang có cảm giác hoang mang vì những mớ bỏng mong trong công việc trước mắt. Tuy nhiên, bạn cũng cần phải yên tâm rằng sẽ có người nhắc nhở bạn cho bạn thấy thực tế mọi việc như thế nào và giúp đỡ bạn để đưa tất cả về guồng quay quen thuộc của chúng nữa nhé. Và trong ngày này với bạn thủ tỵ lại đang gặp ngày có kim khác với họ, cái điều này làm cho bạn đang có điểm báo sẽ có những rắc rối liên quan tới tiền bạc mà bạn không thể nào lường trước được những bất trắc có thể xảy ra khi cho ai đó vay mượn tiền hoặc là mượn tiền của ai đó. Lời khuyên của chúng tôi dành cho bạn là nên chọn các giải pháp an toàn, hãy nghĩ tới dài hạn vì bạn rất dễ mất tiền hao của trong ngày hôm nay lắm nha. Vài tử với tuổi ất tỵ thì thuộc mệnh hỏa, tất cả chỉ là thử thách, không nên dễ đầu hàng trước nghịch cảnh. Từ vi tuổi đinh tỵ thuộc mệnh thổ, có người giúp đỡ bạn cảm thấy yên tâm, hợp lý và tin tưởng hơn. Từ vi tuổi kỷ tỵ thuộc mệnh mộc, tin tưởng và luôn tâm sự với nửa kia của mình, dù có gặp phải khó khăn gì đi chăng nữa. Từ vi tuổi tân tỵ thuộc mệnh kim, mạnh dạn nêu lên ý kiến, quan điểm của mình khi cần. Từ vi tuổi quý tỵ cuộc mệnh thủy, không nên lý tưởng hóa mọi việc quá mức, khiến cho tâm tư sầu muộn. Vài đánh giá của bà tuổi Tỵ trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 23, số 72, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường màu đỏ, màu hồng, quý nhân phù trợ, tuổi thân, tuổi Tỵ. từ vi tuổi Ngọ thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Ngọ cho chúng ta thấy là với bà tuổi ngọ đang có được báo hiệu bạn trải qua một ngày tràn đầy sinh lực và tinh thần rất hào hứng với công việc của mình bởi bạn đang có được sự nâng đỡ của thực thần chiếu mệnh Tuy nhiên việc sử dụng nguồn năng lượng của mình một cách sao cho hiệu quả nhất lại là vấn đề mà bạn cần phải lưu ý trong ngày hôm nay và trong ngày này với bạn thứ ngọ lại đang gặp ngày có họ khắc với kim. Cái điều này cho thấy với bạn rất dễ bị từ chối trong ngày hôm nay chỉ vì một điểm nhỏ nào đó. Bạn thứ ngọ phải tìm cách xử lý nỗi thất vọng đang dấy lên ở trong lòng mình. Vì ngày hôm nay bạn sẽ thấy mọi chuyện nhẹ nhàng hơn cái cách mà bạn suy nghĩ ở hiện tại nhé. Xem tử vi cùng cho thấy, hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm Tân Sửu, Thiêu Hải thượng làn ông, ngày này nhân thần nằm ở ngoài khớp cổ chân, mép tóc, mắt cá ngoài chân, vì vậy với bà tử ngọa nên tránh mọi sự tổn thương, va chạm, mổ xẻ, châm chích ở các vị trí này. Về tử vi tuổi giáp ngọ thuộc mệnh kim nên lập ra những kế hoạch phấn đấu rõ ràng sẽ đạt mục tiêu hơn. từ vi tuổi bính ngọ thuộc mệnh thủy, hãy cởi mở hơn với những người tiếp cận mình, đừng chỉ đánh giá từ bên ngoài, từ vi tuổi mậu ngọ thuộc mệnh hỏa. Lúc này, bạn nên lưu ý giữ vững quan điểm đúng đắn của bản thân, từ vi tuổi canh ngọ thuộc mệnh thổ, thực hiện những công việc đã được lên kế hoạch từ trước, từ vi tuổi nhâm ngọ thuộc mệnh mộc, suy nghĩ cởi mở hơn khi tiếp xúc với công việc mới. Và đánh giá của bạn tuổi ngọa trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 3 sao, con số may mắn số 15, số 91, giờ tốt từ 19 giờ đến 21 giờ, màu sắc cát tường, màu tím, màu đỏ, quý nhân phù trợ, tuổi mão, tuổi hợi. Từ vi tuổi mùi thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi cho chúng ta thấy là với bạn tuổi mùi đang gặp được ngày có thiên tài chiếu mệnh cái điều này sẽ giúp cho bạn đang có được lợi thế hơn về tiền bạc trong ngày hôm nay so với những người xung quanh thế nhưng với bạn cũng cần phải khiêm tốn nhé không ai biết vận may của bạn duy trì được bao lâu do đó với bạn luôn phải đối tốt với mọi người dù trong bất cứ hoàn cảnh nào đi chăng nữa bên cạnh đó trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi mùi lại đang gặp được ngày có thổ sinh cho kim vượng cái điều này cũng rất thuận lợi cho những ai đang có mục tiêu muốn cải thiện về tình hình tình cảm đối với những bạn đang còn độc thân nên chủ động hơn trong việc tấn công những ai đã có đôi có cặp hãy thể hiện sự lãng mạn của mình để gia tăng sự gắn kết với người ấy bạn tuổi mùi nhé và ngày này á xem tử vi cũng cho thấy Hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm Tân Sửu, với bản tuổi mùi trong ngày này, nếu như có công việc cần phải xuất hành đi xa thì nên ưu tiên xuất hành theo những hướng tốt như là Hỷ thần hướng chính nam và Tài thần hướng chính đông để tăng thêm sự may mắn cho mình. Vai tử vi tuổi Ất Mùi thuộc mệnh Kim nhận được sự chú ý từ nhiều người khác giới. Tử vi tuổi Đinh Mùi thuộc mệnh Thủy nửa kia tháo hiểu và biết chia sẻ hơn lúc trước. Tử vi tuổi Kỷ Mùi thuộc mệnh Hỏa chứng minh năng lực của bản thân bằng những hành động thực tế. Tử vi tuổi Tân Mùi thuộc mệnh Thổ nên bình tĩnh trao đổi với mọi người. Tử vi tuổi Quý Mùi thuộc mệnh Mộc tiền bạc rũng rỉnh, doanh thu ngày càng gia tăng. Về đánh giá của bạn tuổi Mùi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 45, số 77, giờ tốt từ 21 giờ đến 23 giờ, màu sắc cát tường, màu nâu, màu xám, quý nhân phù trợ, tuổi tốt, tuổi mão. Từ vi tuổi thân thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tử thân cho chúng ta thấy là bạn tuổi thân đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cái điều này sẽ giúp cho bạn tuổi thân đang cảm thấy trân trọng mối quan hệ mà mình đang có nhờ có tác nhân nào đó mà bạn chưa từng nghĩ tới Nhất là trong ngày này, đối với những ai trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống thì ngày càng cảm thấy hạnh phúc vì tình bạn lâu năm. Cho dù bạn đã từng thất vọng và loại bỏ một số người bạn xấu ra khỏi cuộc sống của mình nhé và trong ngày này với bạn tuổi thân á, lại đang gặp được ngày có chính quan chiếu mệnh cái điều này hối thúc bạn đang ở một trong giai đoạn mà bạn đang khao khát để thay đổi và lần này bạn đã sẵn sàng để biến nó thành hiện thực tuy nhiên bạn đừng có kịch tính hóa những lời bạn nói nếu không có thể bạn sẽ gặp phải những áp lực chính vì những thứ bạn vạch ra trong giấc mơ của mình nữa nhé ngày này với bạn tuổi thân lại đang gặp ngày có kim khí vượng cái điều này cũng nhắc nhở bạn mệnh cần quan tâm tới sức khỏe của mình nhiều hơn, nhất là đối với những ai đang hay bị đau ốm thường xuyên, những ai không chịu được lạnh thì với những việc quan trọng mới nên di chuyển ra ngoài trời, còn không nên ưu tiên những công việc ở trong nhà sẽ tốt hơn cho bạn. Vài tử vi tuổi giáp thân thuộc mệnh thủy tiếp tục cố gắng để duy trì đạt được thành công. Tử vi tuổi bính thân thuộc mệnh hỏa nóng vội, dễ đưa ra quyết định sai lầm khi bạn thiếu đi sự kiểm soát từ vi tuổi mậu thân thuộc mệnh thổ, không nên nóng nảy, nói lời tổn thương người khác từ vi tuổi canh thân thuộc mệnh mộc, dành sự tin tưởng tuyệt đối cho nữ kia, quản hơn là nghi ngờ cho mệt mỏi từ vi tuổi nhâm thân thuộc mệnh kim, phản ứng nhanh nhạy khi đứng trước mọi vấn đề. Và đánh giá của bạn tuổi thân trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 4 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 5 sao, con số may mắn số 19, số 74, giờ tốt từ 7 giờ đến 9 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu trắng, quý nhân phù trợ, tuổi thìn, tuổi dậu. Từ vi tuổi dậu thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu cho chúng ta thấy là bạn tuổi dậu đang gặp ngày có cục diện ngũ hành dậu dậu tự hình cái điều này khiến cho bạn tuổi dậu trong ngày hôm nay hay trách móc bản thân chỉ vì một chuyện nhỏ nhặt mà bạn không làm được Thực ra việc này xuất phát từ góc nhìn tiêu cực của bạn mà thôi vì tình hình thực tế còn rất đáng để hy vọng nhé. Với những kỳ vọng quá to lớn của bạn tuổi dậu trong ngày này có thể là nguồn cơn cho chính những nỗi thất vọng của bạn khi bạn đang gặp ngày có thiên quan ngăn trở và với bạn tuổi dậu bạn cũng đừng có quên rằng trong khi bạn chỉ chú ý tới mọi mong muốn của mình thì bạn dường như đang bỏ qua những cảm nhận, suy nghĩ của đối tác và điều này là rất quan trọng nữa bạn cũng cần phải chú ý đến nhé. Và trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi dậu lại đang gặp ngày có kim khí vượng, cái điều này sẽ ảnh hưởng không nhỏ tới sức khỏe của bản mệnh. Do đó, bạn chớ nên chủ quan với sức khỏe của mình bạn tuổi dậu nhé. Nhất là trong thời tiết miền Bắc ngày càng lạnh hơn như thế này thì nhất định phải giữ ấm cho cơ thể, đặc biệt là không nên ra ngoài khi thời, thời tiết quá lạnh vào sáng sớm hoặc là vào tối muộn bạn tuổi dậu nhé. Về tử với tuổi ất dậu thuộc mệnh Thủy, mối quan hệ giữa các thành viên trong gia đình có sự xa cách, từ vi tuổi Đinh Dậu thuộc mệnh Hỏa, dễ gây mất lòng mọi người xung quanh, chỉ vì sự vô ý, từ vi tuổi Kỷ Dậu thuộc mệnh Thổ, không nên than thân trách phận mà hãy chủ động nghĩ cách để giải quyết vấn đề, từ vi tuổi Tân Dậu thuộc mệnh Mộc, vợ chồng dễ gặp phải chuyện bất đồng ý kiến, từ vi tuổi Quý Dậu thuộc mệnh Kim, suy nghĩ bi quan, tiêu cực khi vướng phải những khó khăn và đánh giá của bạn tuổi dậu trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 4 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 5 sao con số may mắn số 25 số 36 giờ tốt từ 1 giờ đến 3 giờ màu sắc cát tường màu tím màu trắng quý nhân phù trợ tuổi Sửu tuổi Thìn Từ vi tuổi tốt thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021 xem vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất cho chúng ta thấy là bạn tuổi Tuất đang gặp được ngày có tam hội phù trợ cái điều này khuyến khích bạn tuổi Tuất thoát ra khỏi vùng an toàn để làm cái điều gì đó cho bản thân mình lẫn những người xung quanh bạn hãy thử giao lưu tương tác nhiều hơn bạn sẽ thấy rằng mọi mối quan hệ đều được xây dựng một cách nhanh chóng đến kỳ thần nhờ vào chính sự vui vẻ và thân thiện của bạn nữa Ngày này với bạn tuổi Tuất đó, về phương diện tài lộc của bạn đang rất dồi dào khi bạn đang gặp được ngày có chính tài tương trợ. Đây là tín hiệu tốt để cho bạn tuổi Tuất cải thiện về tình hình tài chính hiện tại của mình. Đối với những bạn kinh doanh buôn bán thì có được một ngày phát tài phát lộc. Trong ngày này có những bạn còn có được cơ may về trúng số, trúng thưởng nữa. Do vậy bạn có được một cuộc sống ung dung và thoải mái hơn. Bên cạnh đó, trong vận trình ngày thứ tư này với bạn tuổi Tuất lại đang gặp được ngày có ngũ hành tương sinh, cái điều này cũng sẽ giúp cho vấn đề về sức khỏe của bản mệnh được cải thiện một cách đáng kể khi gần đây bạn duy trì được lối sống lành mạnh trong thời gian dài. Với những ai đang bắt đầu thử thiêu lối sống này cũng có thêm nhiều động lực để tiếp tục thói quen tốt này nữa, chính vì vậy mà sức khỏe của bạn được cải thiện đáng kể. Vài từ vi tuổi giáp tuất thuộc mệnh hỏa, đồng nghiệp khâm phục, lãnh đạo đánh giá cao, từ vi tuổi bính tuất thuộc mệnh thổ nhận được sự đánh giá cao của mọi người xung quanh từ vi tuổi mậu tuất thuộc mệnh mộc quan tâm nhiều hơn tới tình hình sức khỏe của bản thân từ vi tuổi canh tuất thuộc mệnh kim suy nghĩ chính chắn trước khi đưa ra quyết định từ vi tuổi nhâm tuất thuộc mệnh thủy về tinh thần làm việc nghiêm túc được đánh giá cao và đánh giá của bạn tuổi tốt trong ngày thứ tư này sự nghiệp 5 sao tài lộc 5 sao sức khỏe 4 sao tình cảm 3 sao, con số may mắn số 37, số 70, giờ tốt từ 11 giờ đến 13 giờ, màu sắc cát tường, màu vàng, màu cam, quý nhân phù trợ, tuổi dần, tuổi ngọ. Từ vi tuổi hợi thứ tư ngày 15 tháng 12 năm 2021. Xem vận trình ngày thứ tư này với bà tuổi hợi cho chúng ta thấy là bà tuổi hợi đang gặp được ngày có chính ấn chiếu mệnh cái điều này mang lại cho bạn tuổi Hợi có được lợi thế nhất có thể do đó với bạn chỉ cần cố gắng chơi đúng luật vẫn có người lợi dụng điều đó để mang lại lợi ích riêng cho họ vậy thì bạn hãy cố gắng điều chỉnh và làm những gì mà bạn có thể mà thôi không nên chạy theo để có làm hài lòng ai đó để làm gì bạn tuổi Hợi nhé và ngày thứ tư này với bạn tuổi hợi lại đang gặp được ngày có thủy sinh cho kim vượng. Cái điều này cũng làm cho cái vận trình tình cảm của bạn trong ngày hôm nay có được nhiều điểm sáng. Đối với những cặp đôi sẽ có được những cơ hội mới mẻ hai người trở nên gần gũi nhau hơn trong thời tiết lạnh lẽo như thế này. Những ai đang giận dỗi cũng có được cơ hội để hòa giải những căng thẳng, mâu thuẫn nữa và xem tử vi cho thấy hôm nay là ngày 12 tháng 11 năm Tân Sửu theo hải thượng lạn ông nhân thần nằm ở khớp cổ chân mép tóc mắt cá ngoài chân vì vậy với bạn tuổi hợi nên tránh mọi sự tổn thương va chạm mổ xỉ châm chích ở các vị trí này và ngày này với bạn tuổi hợi, nếu có công việc cần phải xuất hành đi xa thì bạn nên ưu tin chọn theo những hướng tốt như là hỷ thần, hướng chính nam và tài thần hướng chính đồng. Đây là hai hướng sẽ giúp cho công việc của bạn thêm phần được thuận lợi, may mắn nhé. Về tử vi tuổi ất hợi thuộc mệnh hỏa, tình hình tài chính có được những chuyển biến rõ rệt. Tử vi tuổi đinh hợi thuộc mệnh thổ có cơ hội phát tài bất ngờ nhưng vẫn cẩn thận kéo lại bị hại. Tử vi tuổi kỷ hợi thuộc mệnh mộc ôm đồm nhiều công việc không nên tham lam. Tử vi tuổi tân hợi thuộc mệnh kim cần phải chú ý tới đối tượng và hoàn cảnh giao tiếp với mình. Từ vi tuổi quý hợi thuộc mệnh thủy hãy phát huy ưu điểm thông minh nhanh nhẹ của bản thân. Và đánh giá của bạn tuổi hợi trong ngày thứ tư này, sự nghiệp 3 sao, tài lộc 4 sao, sức khỏe 4 sao, tình cảm 4 sao, con số may mắn số 19, số 86, giờ tốt từ 13 giờ đến 15 giờ, màu sắc cát tường, màu điên, màu xanh lam, của nhân phụ trợ tuổi Sửu, tuổi Mùi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video clip. Đừng tiếc like, comment, đăng ký kênh ủng hộ chương trình để theo dõi những video ý nghĩa hàng ngày. Xin chào và hẹn gặp lại.